mà đau dữ vậy? Mày làm tao đau muốn chết luôn nè. Thôi à, đau quá. Đa tạ cô đã cứu mạng của tôi. Ai vậy? Ai vừa nói gì vậy? Trời, trời, anh muốn hù người ta chết hay sao vậy? Kim Xuyến, Kim Xuyến, trời, Kim Xuyến nào đâu? Tôi có thấy ai đâu. Anh mới kêu ai vậy? Đúng là nàng rồi. Tiểu thư Kim Xuyến, nàng có nhận ra ta không? Tôi hả? Ta chính là Phan đây. Cái gì mà Phan nữa? Trời ơi, cái gì mà tùm lum người ở đây hết vậy? Cái gì mà Phan, cái gì mà Kim Xuyến nữa? Đúng vậy, tuy bề ngoài của nàng hơi xòe xòa không chảy chút, nhưng ta vẫn nhận ra gương mặt của nàng là Kim Xuyến tiểu thư nàng đấy. Ông ở đâu ra, từ dưới đất chui lên rồi ăn nói cái gì mà lung tung vậy? Hồn ta bấy lâu nay bị nhốt kín trong chiếc bình này. Ta thật sự cảm ơn nàng. Cũng may là nhờ có nàng ta mới thoát khỏi đó. Có phải định mệnh đã khiến xui nàng tìm được nó và cứu ta khỏi lân nguyệt ba quái? Cái bình tôi quăng nó bể tan tành. Cái hồn của ông bị nhốt trong đó hả? Vậy ông là ma sao? Ông bị chết rồi bị nhốt vô cái bình. Vậy ông là ma hả? Đừng làm tôi sợ nha. Phải, ta đã bị giết chết và bị giam cầm trong chiếc bình này bấy lâu nay. Ta không biết là mình đợi trong đó bao lâu rồi. Đến nay thì đã được nàng cứu thoát. Mà khoan đã. Ông nói ông là hồn ma, vậy sao tôi thấy ông được? Ê, ông kia, ông đang nói giỡn tôi đó hả? Ông đừng có hù tôi nha, tôi đập ông thiệt đó. Đúng rồi, ta đã chết và hiện là hồn ma. Nàng thấy được ta và nàng nói chuyện được với ta, vậy chẳng phải nàng cũng đã chết và nàng cũng là hồn ma hay sao? Ông nói bậy. Tôi làm gì mà tôi chết? Tôi đang sống nhăn răng mà ông kêu tôi chết. Tôi bị trượt chân té xuống đây, rồi tôi bị trầy xước thôi, chứ làm gì mà tôi chết? Ông ăn nói gì kỳ vậy? Vậy thì lạ quá. Chỉ có hồn mới nhìn thấy nhau và có thể nói chuyện cùng nhau. Vậy hồn nàng đây, còn xác nàng ở đâu? Trời đất ơi, tôi đã nói với ông rồi là tôi chưa có chết. Ông muốn chết, ông chết mình ông đi, đừng có lôi tôi theo chi vậy. Bây giờ ông nói tôi chết đúng không? Tôi chứng minh cho ông thấy nè. Nè. Đây nè, đó, trời sắp sáng. Thế nào rồi cũng có người đi qua đây. Bây giờ ông đợi nha, tôi la lên, họ nghe tiếng tôi kêu cho ông coi nè. Nè, có ai đó không? Có ai không? Ai vậy? Ai cứu tôi đâu vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Ủa? Nó mất tiêu rồi. Trời đất ơi, biến mất tiêu luôn rồi. Không lẽ ma sợ người sao ta? Cứu tôi với! Ủa? Thấy không? Không, nghe tiếng mà không thấy người.
Ơi kìa kìa, ở dưới kìa kìa. Đó là hả? Đâu đâu đâu. Đâu? Ê cứu đi, cứu đi. Có ai không? Trời ơi, cái hả? Đi đâu này vậy? Sao mà trong kéo lên, kéo lên. Phụ kéo lên. Đâu đâu đâu. Lên nha. Lên nha. Có bị gì không? Trời ơi. Đâu mà để vô trong này gì không biết. Chị có sao không? Đa tạ mấy anh nha. Tôi bị trượt chân té xuống dưới đó. Cũng may là nhờ có mấy anh cứu. Cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Những cô này lạ quá hả? Nhà cô đâu vậy? Để tôi đưa cô về. Thôi, để tôi tự về được rồi. Cảm ơn mấy anh nha. Vậy cô về cẩn thận đó nha. Dạ. Thôi đi. Thôi tạm biệt đi.